Bình đẳng giác kinh tập 134 người giảng lão hòa thượng tịnh không sau khi nghe danh nhất định phát tâm vì sao vậy tam huệ khởi dụng quyết định phát tâm Phát tâm gì vậy? Tâm Bồ Đề Bồ Đề là tiếng Phạn Ý nghĩa là giác ngộ Tâm của họ giác ngộ rồi Vừa nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật Họ liền giác ngộ A-di-đà Phật Cái danh hiệu này là gì vậy? a dịch là vô di đà dịch là lượng phật dịch là giác cái danh hiệu này toàn bộ dịch thành ý nghĩa trung văn là vô lượng giác nghe được danh hiệu này không thể giác ngộ hay sao ngày ngày niệm a di đà phật vẫn còn phải quế nhân ngã không giác tại vì sao không giác không hiểu được ý nghĩa của danh hiệu ngày ngày niệm danh hiệu a di đà phật a di đà phật ý nghĩa gì không biết cho nên họ không giác đây chính là tại vì sao danh hiệu công đức thù thắng như vậy mười niệm một niệm đều có thể giảng sanh thế giới cực lạc để làm phật Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời Tại vì sao không lãnh đạo mọi người niệm Phật Ngày ngày giảng kinh nói Pháp Rất khổ cực Các vị nghĩ xem Nếu như bạn là Thích Ca Mâu Ni Phật Thì bạn làm bằng cách nào Tôi tin tưởng bạn nhất định Hướng dẫn mọi người niệm Phật Không cần giảng kinh Thật là thoải mái pháp môn niệm phật là đạo dễ hành phải giáo lý thông suốt mới được không thông không được thế nhưng cũng có người không thông họ niệm phật cũng có thể giảng sanh đó là ngay trong đời quá khứ đã học qua giáo học thông rồi họ không phải không thông họ vốn dĩ là thông thỉnh thoảng có một chỗ bế tắc chỉ hiện tại không thông thế nhưng hiện tại dạy họ niệm niệm cái bế tắc đó rất dễ dàng bị phá vỡ họ lại thông rồi như vậy mới có thể giảng sanh chỗ này chính là phật pháp gọi là thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ chính mùi tuy là không thông giáo lý họ cũng có thể giảng sanh họ là ngay đời này không thông giáo lý nhiều đời nhiều kiếp họ đã học qua giáo lý này cho nên Họ có thể nhất tâm xưng niệm Họ có thể dạng duyên buông bỏ Chúng ta trong đời quá khứ Không có thiện căn phước đức Ngay trong đời này lại không cố gắng học tập Cho nên không thể buông xả Vĩnh viễn ở trong bế tắc Họ làm sao có thể thành tựu Những sự việc này Đều phải hiểu cho rõ ràng tường tận Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật Đại Từ Đại Bi Vẫn là ngày ngày giảng kinh nói Pháp Đã nói hết 49 năm Hiện tại vẫn còn một việc Tôi nghe các đồng tu nói với tôi Trung Quốc đại lục có không ít đồng tham đạo hữu cũng đều niệm phật rồi nói niệm phật nghĩ đến pháp sư thật là đáng lo cái quan niệm này sai lầm đại thế chí nói nhớ phật niệm phật bạn không thể nói nhớ Pháp Sư niệm Phật. Cái tâm này của bạn có hai dụng. Bạn không phải một tâm, bạn là hai tâm. Như vậy không thể thành công. Cho nên các đồng tu đại lục sau khi quay về phải khuyến cáo mọi người chuyên niệm A-di-đà Phật không nên nghĩ đến Pháp Sư. Nghĩ đến Pháp Sư chướng ngại bạn giảng sanh. Tôi đã đem việc này nói rõ ràng. Tương lai bạn không thể giảng sanh, không nên trách tôi. Tôi không chướng ngại bạn. Tôi dường như là vào năm 85 năm 86 Tôi giảng kinh ở Hồng Kông Mẹ tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông Chúng tôi gặp mặt ở Hồng Kông Từ sau khi giải phóng Chúng tôi cách biệt 36 năm Lần đầu gặp mặt Bà nghe tôi giảng kinh sau khi tôi bước xuống giảng đài nói chuyện với bà bà liền nói bà rất là nhớ tôi tôi liền nói với bà từ nay về sau mẹ không nên nhớ con nhớ a di đà phật bà có thể nghe hiểu được nhớ a di đà phật tốt tương lai chúng ta đều đến thế giới tây phương cực lạc chẳng phải ngày ngày cùng ở chung với nhau hay sao nghĩ đến tôi vẫn là phải luân hồi sáo cõi Dính viễn không thể ở chung với nhau nhớ a di đà phật tốt hơn rất quan trọng rất then chốt giảng nhất không nên sai lầm đây là chân thật giác ngộ tâm bồ đề ý nghĩa rất sâu rất rộng vì để giới thiệu phương tiện khởi kiến Người xưa thường nói hai loại tâm bồ đề. Một loại là duyên sự tâm bồ đề. Một loại là duyên lý tâm bồ đề. Từ trên sự mà nói, chính là tứ hoàng thể nguyện mà thông thường đã nói. Tứ hoàng thể nguyện là tâm bồ đề. Ở trong Nguyễn Kinh này, Bốn mươi tám nguyện chính là tâm Bồ-đề. A-di-đà-phật đã phát ra tâm Đại Bồ-đề, tâm Vô Thượng Bồ-đề. Bốn mươi tám nguyện, mỗi nguyện độ chúng sanh. Điều thứ nhất trong Tứ Hoàng thể Nguyện, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, chúng ta có phát ra cái tâm này hay không chúng sanh kia rất đáng ghét chúng sanh kia ta chán ghét họ dẫn độ họ không có thể thấy được tâm bồ đề của chúng ta là giả ưa thích bạn tôi liền độ bạn kỳ thật chính mình độ chính mình cũng đều không được làm gì có năng lực độ người khác đều là nói lời giả dối cái tâm này vừa phát ra tâm của bạn liền được bình đẳng cho nên chân thật phát ra cái nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ phát ra cái tâm này chính là chỗ này nói thập phương chúng sanh bạn quan tâm mười phương chúng sanh thương yêu mười phương chúng sanh, toàn tâm, toàn lực giúp đỡ mười phương chúng sanh. Đây là đã phát ra tâm Bồ Đề. Làm sao bạn có thể có ý niệm ưa ghét đối với chúng sanh? Vẫn có yêu thích đối với tất cả chúng sanh, còn có chán ghét tâm Bồ Đề của bạn chưa phát. ác quỷ hiện tiền ác ma hiện tiền bạn cũng yêu họ bạn cũng phải giúp đỡ họ vì mới gọi là tâm bồ đề ngày nay nếu bạn xem thấy ác quỷ ác ma đều chết khiếp ngay người ra tâm bồ đề chạy mất tiêu vậy không được tâm bồ đề chạy đến chỗ nào rồi nhất định phải biết làm thế nào để phát sau khi phát rồi phải kiểm chứng phải thực tiễn nó phải áp dụng vì chính mình nhất định phải tu hành tu hành từ chỗ nào mà tu trước đoạn phiền não phiền não vô tận thể nguyện đoạn ta tại vì sao phải đoạn phiền não vì độ tất cả chúng sanh đoạn phiền não không phải vì chính mình vì chính mình đoạn phiền não không phải tâm bồ đề tâm bồ đề của bạn lượng quá nhỏ đó là vì độ chính mình không phải vì độ chúng sanh tâm nhị thừa không phải tâm bồ đề Nhị thừa không có tâm bồ đề Ta vì tất cả chúng sanh đoạn phiền não Sau khi phiền não đoạn rồi Mới có thể học pháp môn Ngày nay chúng ta ở chỗ này Có học pháp môn hay không? Chưa có tư cách học pháp môn Cho nên tôi khuyên các đồng tu ở trong vô lượng kinh điển chọn lấy một loại một môn thâm nhập trường kỳ huân tu tám chữ này ý nghĩa là gì vậy bạn hiểu hay không một môn thâm nhập là tu định trường kỳ huân tu là từ trong định khai huệ Ngày nay chúng ta đi con đường này Là giới định Là bắt tay vào từ chỗ này Nếu như vừa mở đầu Bạn liền học pháp môn Thì bạn nhất định thất bại Bạn nhất định sai lầm Vì sao vậy? Trí tuệ chưa khai mở Bạn tu học những pháp môn đó Đại sư Thanh Lương nói rất hay tăng thêm tà kiến. Không phải tăng thêm trí tuệ là tăng thêm tà kiến. Đến lúc nào mới học pháp môn? Trí tuệ khai rồi. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng Thiện Tài Đồng Tử làm tấm gương cho chúng ta. Thiện Tài Đồng Tử ở trong hội của Bồ Tát Văn Thù, Văn Thù là lão sư của ngài ngài ở trong hội đó tu tập công phu gì? một môn thâm nhập trương kỳ huân tu. ngài làm cái công phu này. ngài tu giới định đoạn phiền não. một môn chính là đoạn phiền não, một môn chính là tu tâm thanh tịnh. phiền não nhẹ rồi chúng ta không thể nói đoạn đoạn quá khó phiền não nhẹ thì trí tuệ thêm lớn bạn lướt qua các pháp môn dễ dàng nên gọi là một kinh thông tất cả kinh thông đây là bí quyết tu hành của phật pháp tại vì sao tôi đặc biệt cảm tạ lão sư lý cái bí quyết này lão sư ngài truyền thụ cho tôi tôi ở trong hội của ngài mười năm học năm bộ kinh các vị ở trong phật học viện một học kỳ không chỉ học năm bộ tôi mười năm học năm loại hơn nữa năm bộ kinh này khi các vị nghe qua có lẽ bạn cũng không cảm thấy có gì bộ thứ nhất tôi học kinh tiểu thừa a Nan vấn sự phật kiết hung kinh bộ thứ hai là phật thuyết a di đà kinh bộ thứ ba là phổ hiền bồ tát hạnh nguyện phẩm đều là bộ nhỏ số lượng ít bộ thứ tư là kim cang bát nhã ba la mật kinh bộ thứ năm là học bộ đại kinh đại phật đảnh thủ lăng nghiêm kinh giáo học của lão sư lý học xong một bộ rồi mới có thể học bộ thứ hai một bộ chưa học xong thì nhất định không được học bộ thứ hai vậy thế nào gọi là xong tiêu chuẩn của lão sư ngài lên đài giảng Giảng phải được Ngài chấp nhận thì mới được Nếu Ngài chưa chấp nhận thì vẫn chưa được Vậy thì bạn vẫn phải tiếp tục học bộ kinh mà bạn đang học Phương pháp hay Một môn thâm nhập Để bạn ngay trong quá trình tu học Tôi học Lăng Nghiêm là 3 năm Ba năm trong đầu Chỉ có một bộ kinh Các thứ khác đều không có Có thể được định Có thể khai huệ Kinh Hoa Nghiêm tôi chưa học qua Kinh Pháp Hoa chưa học qua Kinh Hoa Nghiêm Là tôi khải thỉnh Là tám đồng học chúng tôi khải thỉnh lão sư khai giảng hoa nghiêm Tôi là một trong số đó Tôi chỉ nghe một quyển Kinh Hoa Nghiêm Quyển thứ nhất tôi nghe xong Tôi đến Đài Bắc giảng Hoa Nghiêm Tôi nghe xong cái quyển đó Phía sau 79 quyển tôi đều biết giảng kinh pháp hoa tôi chưa nghe ngài giảng tôi cũng biết giảng cái phương pháp này lão sư dạy cho tôi tôi thật chịu học ngài dạy tôi đọc một bộ kinh tôi chỉ đọc một bộ kinh vậy tôi không được xem các kinh khác thì tôi không xem các kinh khác tôi liền học xong bạn học khác không tin tưởng trên biểu hiện với thầy thì học một bộ các thứ khác thì vẫn mang về một đống ngày ngày ở nơi đó lật ngày ngày ở nơi đó xem không nghe lời cho nên không phải lão sư thiên vị lão sư dạy học bình đẳng tôi có thể đạt được tôi nghe lời tôi quyết không trái ngược giáo huấn của lão sư chuẩn mực y dạy mà học chính là trì giới một lòng chuyên chú chính là cầu định bạn mỗi ngày đang nghiên cứu mỗi ngày đang giảng dạy đó là huệ giới định huệ tam học đây là xây nền móng định đặt nền móng vì sao trí tuệ dần dần khai mở các kinh giáo khác có thể lướt qua Tôi giảng qua rất nhiều kinh Chí ít cũng có ba, bốn mươi loại Những bộ kinh đó đều không phải là học ở Đại Trung cho nên giáo dục nền tảng là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên nhất định là trước đoạn phiền não trong phiền não quan trọng nhất Một cái bố thí Một cái nhẫn nhục Các vị đọc Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang tôi học qua ở Đại Trung Rất nỗ lực học tập Tôi nhớ được thời gian là một năm Bố thí là buông xả Bạn phải có thể buông xả Trong đó giảng sáu ba la mật Hai thứ này giảng được rất nhiều Giảng được nhiều nhất Chính là rất quan trọng Trước tiên Bạn phải có thể buông xả được Kế đến Phải có lòng Nhẫn nại Bạn phải có thể nhẫn nại được sau đó bạn mới có thể có tiến bộ Mới có tinh tấn Mới có thiền định Mới có trí tuệ Cho nên bạn không thể buông xả Bạn không thể giữ quy củ Trì giới chính là giữ quy củ Chính là thủ pháp Bạn làm sao có thể thành tựu Sáu ba la mật chúng ta phải thực tiễn mọi thứ không thể buông xả không được không thể vào cửa lão sư chọn học trò thực tế mà nói chính là chọn hai điều kiện này bạn có thể buông xả bạn có lòng nhẫn nại con người này liền có thể dạy nên nghe liên muốn chọn lấy để bồi dưỡng bạn để giúp đỡ bạn để thành tựu bạn không có được hai điều kiện này duyên không chính mùi họ chính là muốn giúp đỡ cũng không thể thành tựu vì sao vậy bản thân bạn không đầy đủ điều kiện rất quan trọng cho nên nhất định là trước đoạn phiền não Lục độ chính là đoạn sáu cái phiền não của chúng ta. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Tất cả chúng sanh sáu phiền não lớn. Phật dùng sáu cái phương pháp này để đối trị. Bố thí độ sang tham phàm phu sáu cõi tâm tham nặng khi chưa có được thì hy vọng có được sau khi có được rồi lại không thể buông xả bỏn xẻ sang tham là gì sang tham là ngã quỷ người xưa thường nói giữ quỷ tố hoặc kế. Lời nói này là ý gì vậy? Ngày ngày là trải qua đời sống của quỷ. Ngày tháng của quỷ. Sang tham là quỷ. Hiện tại là trải qua ngày tháng của quỷ, tương lai sau khi chết rồi họ đi làm quỷ. Bố thí độ sang tham. Bố thí là dạy bạn buông xả tất cả. Tôi từ nhỏ không có học Phật. Tôi ưa thích đọc sách. Rất là thích sách. Tôi đi đến Đại Trung. Lão Sư Lý lúc đó cũng vừa xây Thư viện Từ quan Vẫn còn đang thời gian trù bị. Tôi đến Đại Trung gặp ông. Ông bảo tôi đến Thư viện. Tôi thu tập vẫn còn một số sách. Tôi đem tất cả sách và tôi thu tập được toàn bộ quyên tặng cho thư viện tôi có thể buông xả thứ ưa thích nhất tôi có thể xả ra cho nên bạn phải thực tiễn phải có hành động để biểu hiện chân thật có thể buông xả được cho nên lão sư lý sau khi gặp mặt tôi tôi quyên hiến những số sách đó làm công quả ở cái thư viện này ông liền rất lưu ý chân thật phát tâm muốn học trì giới Giữ pháp Quyết định y giáo phụng hành Lão sư dạy thế nào Thì chúng ta làm thế đó Cho nên khi tôi nhập môn Trước tiên ông cho tôi ba điều kiện Tôi đích thực tuân thủ Điều kiện thứ nhất Tôi đã nói qua với các vị chỉ có thể nghe một mình ông giảng kinh nói pháp ngoài ông ra bất cứ đại đức xuất gia tại gia giảng kinh nói pháp đều không được phép nghe tôi phụng hành các pháp sư đại đức khác giảng kinh đều không được phép nghe vì những việc thị phi khác còn có thể được nghe sao càng không được phép nghe chỉ nghe một mình ông điều kiện thứ hai bắt đầu từ hôm nay sách của tôi xem không luận xem sách gì phải thông qua đồng ý của ông lão sư chưa đồng ý bất cứ sách gì đều không được xem điều kiện thứ ba tất cả những gì tôi học ngày trước đều không thừa nhận một mực phế bỏ phải theo ông học lại từ đầu. Đây là trì giới. Hoàn toàn tuân theo phương pháp dạy bảo của ông mà làm. Thành thật trung thực, chúng ta mới có thành tựu. Ông dạy bạn, nếu bạn không chịu nghe thì thì không còn cách nào, không cách gì dạy được. pháp sư diễn bồi nơi đây là bạn cũ của tôi đã giảng sanh rồi ông rất là đáng tiếc khi lúc ông còn làm sa di ông là đồng niên xuất gia thân cận là pháp sư đế nhàn đây là nhất đại cao tăng cuối nhà Thanh Đầu dân quốc Ông nói với tôi Là Pháp Sư Đế Nhàn Cũng là Có ba điều kiện này Đối với ông Đến sau này Chúng tôi mới hiểu rõ Ba điều kiện này Là tổ sư nhiều đời Truyền lại nhau Xem thấy Vì học trò này Có thể dạy thành Có thể bồi dưỡng Dùng cái giới luật này Để hạn chế bạn nếu như không thể dạy thành không thể bồi dưỡng không hề có điều kiện này tôi lắng nghe qua các bạn học ở đại trung lão sư chưa từng có yêu cầu đối với họ như vậy chỉ đối một mình tôi vì sao không đối với người khác đối với tôi tôi có thể tuân thủ người khác không thể tuân thủ bạn yêu cầu họ trước dân sao trái họ không làm được lão sư có trí tuệ thông minh bạn không làm được Không hạn chế bạn Bạn chịu làm Hạn chế bạn Lão Hòa Thượng Đế Nhàn Cũng yêu cầu Pháp Sư Diễn Bồi Pháp Sư Diễn Bồi Ở nơi Ngài Đế Nhàn Vẫn chưa đến một năm Thì mở đường chạy mất Lén lén mà đi Đi đến nơi đâu vậy? Chạy đến thân cận Pháp Sư Thái Hư Nam Phổ Đà Hạ Môn Pháp Sư Thái Hư thành lập Phật học viện Ông khởi cái tâm này Chạy đến thân cận Pháp Sư Thái Hư Pháp Sư Thái Hư dạy học hoàn toàn khác với Pháp Sư Đế Nhà Thái Hư là Tân Phái Chọn lấy loại chế độ giáo học của phương Tây mở ra rất nhiều khóa trình, mời rất nhiều thầy giáo, chứ là Phật học viện hiện tại. Giáo học của Lão Pháp Sư Đế Nhàn là sự truyền thừa từ xưa đến nay. Cho nên, tôi từ trong sư thừa mà học ra được, không phải từ trong Phật học viện ra. Sư thừa, Lão Sư nhất định phải gánh lấy trách nhiệm đối với học trò chỉ cần học trò chịu học không chịu học gì thì không còn cách nào chịu học lão sư chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với học trò cái ân đức này to lớn cho nên đều là từ đoạn phiền não mà bắt tay vào sau khi phiền não đoạn rồi mới có năng lực học pháp môn. Chúng ta thấy thiện tài đồng tử ở trong hội của Bồ Tát Phụ Hiền. Giới định huệ tam học thành tựu. Huệ vừa khai, lão sư sẽ không hạn chế bạn. Ra đi, phải mau ra đi, đi tham học đi bất cứ người nào giảng cũng đều có thể nghe được bất cứ sách nào đều có thể xem hoàn toàn mở rộng tại vì sao về trước không mở rộng vì về trước bạn không có năng lực phân biệt phải quấy sợ sau khi bạn tiếp xúc bạn bị người mê hoặc hiện tại bạn có năng lực phân biệt chân vọng phân biệt tà chánh phân biệt phải quấy phân biệt thiện ác chỉ cần có năng lực này Bạn ra đi Đi tham học Người xưa gọi là xuất sư Bạn có năng lực thì được Hiện tại gọi là tốt nghiệp Không có cái năng lực này Không tốt được nghiệp Có cái năng lực này mới có thể tốt nghiệp Lão sư liền để bạn ra đi Sẽ không giữ bạn lại thêm một ngày Vì sao vậy? Giữ thêm bạn lại một ngày là có lỗi với bạn cho nên ở dưới hội của lão sư thành tựu cái gì căn bản trí ra đi tham học viên mãn hậu đắc trí trí tuệ của bạn mới chân thật viên mãn vào lúc đó mới pháp môn vô lượng thể nguyện học vì vậy trí tuệ chưa khai mở không thể học nhiều pháp môn Học nhiều pháp môn Nhất định có chướng ngại Đây là phát tâm Bồ Đề Từ trên sự mà nói Phải học pháp môn Đoạn phiền não học pháp môn Cần phải nâng cao Cảnh giới Của chính mình phải không ngừng nâng cao. Cho nên sau cùng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Bạn chính mình không thể đem cảnh giới của chính mình từ từ nâng lên cao. Bạn không có được thọ dụng chân thật. Thọ dụng chân thật hoàn toàn ở nâng cao cảnh giới Vào lúc này, học Phật mới pháp hỷ sung mãn. Hôm nay chúng ta nhận được của một đồng tu, viết cho tôi một tấm giấy. Người nào đó truyền cho tôi, tôi cũng không biết được. Chính là họ nói, niệm Phật niệm được rất là phiền não. Thường hay nghe được tôi nói niệm Phật pháp hỷ sung mãn, cái pháp hỷ này của họ không thể khởi lên được ngày ngày sanh phiền não hỏi tôi phải làm sao vẫn là lão thật trung thực mà niệm tại vì sao có phiền não vọng tưởng tạp niệm của bạn quá nhiều công phu của bạn không có lực niệm phật phải buông xả pháp sư niệm phật đường pháp sư lãnh đạo niệm phật đường gọi là đường chủ Đường chủ mỗi giờ mỗi phút Nhắc nhở đại chúng Buông bỏ vạn duyên Buông bỏ thân tâm thế giới Đề khởi một câu Phật hiệu Đây là lời cảnh sách Một mặt niệm Phật Một mặt trong lòng vẫn có dướng bận Còn có lo lắng Còn có vọng tưởng công phu của bạn làm sao có thể có lực sự việc có quan trọng hơn bước vào niệm phật đường rồi đều phải buông bỏ không nên nghĩ đến nó đợi sau khi ta niệm phật xong rồi hãy nghĩ tiếp làm việc tiếp bạn đi ra liền có trí tuệ chưa bước vào niệm phật đường làm sự việc này có nghĩ thế nào cũng rất khó sau khi niệm phật ra nghĩ lại vừa nghĩ liền thông suốt sự việc liền làm xong Thế nhưng bằng một mặt niệm phật một mặt lo nghĩ phật cũng niệm không được tốt sự việc cũng nghĩ không được tốt Bạn hai bên đều sai cho nên đồng tu niệm phật phải ghi nhớ khi niệm phật sự việc lớn bằng trời cũng phải buông xả đều không để ý đến nó sau khi thời khóa niệm phật xong rồi rời khỏi niệm phật đường đáng làm sự việc gì thì đi làm việc đó có như vậy bằng niệm phật cũng niệm được tốt làm việc cũng làm được tốt hai bên đều được tốt nhất định không thể hợp chung là với nhau khi làm việc lại muốn niệm phật sự việc cũng sẽ làm được khẩn trương làm sai khi niệm phật nghĩ đến công việc phật hiệu cũng niệm không có lực cho nên vẫn là không như pháp như pháp nhất định được pháp hỷ sung mãn nếu như lại có mê hoặc nghe kinh nghe kinh là đoạn nghi sanh tính chuyển nghi thành ngộ cho nên không thể không nghe kinh cái đạo tràng này của chúng ta thù thắng chính là mỗi ngày có giảng kinh có niệm Phật. Tuy là giảng kinh, mỗi ngày chỉ có 2 giờ đồng hồ. 2 giờ đồng hồ đối với căn tánh hiện tại của chúng ta, đích thực không đủ. Chúng ta muốn công phu có lực, mỗi ngày chỉ ít phải có 4 giờ giảng kinh. Thế nhưng người thông thường mỗi ngày phải tìm 4 giờ nghe kinh, gần như là không thể. mỗi người đều có gia đình có công tác làm gì có thời gian nhiều đến như vậy tận lực tìm thời gian rảnh rỗi phải nghe kinh nhiều lý không thể không tường tận sự không thể không rõ ràng lý sự đều tường tận đều rõ ràng bạn mới có thể buông xả hiện tại bạn học không thông là gì không thể buông xả tại vì sao không thể buông xả không hiểu đạo lý, không hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên họ không thể buông xả. Chân thật rõ ràng tường tận rồi, rất dễ dàng buông xả. Bạn có thể buông xả, tâm của bạn là thanh tịnh. Tâm của bạn là bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng sanh trí tuệ không sanh phiền não. Bạn vẫn còn sanh phiền não, thì bạn hoàn toàn chưa buông xả. Phật Đạo Vô Thượng Thệ Nguyện Thành vẫn còn một cách nói. Chuyên cầu tịnh độ cái cảnh giới này đối với người hiện tại chúng ta mà nói rất thuận tiện ta học phật cầu cái gì chỉ cầu giảng sanh thế giới tây phương cực lạc các thứ khác đều không mong cầu cái thứ khác mọi thứ đều buông xả đó cũng là phật đạo vô thượng thệ nguyện thành thân thể vẫn còn ở thế gian này. Mỗi nơi, mỗi chỗ tùy duyên tùy phận. Đem cái pháp môn thù thắng này giới thiệu cho người có duyên. Cái gì gọi là người có duyên, người chịu học? Làm thế nào giới thiệu? Tam luân diễn pháp. chúng ta đích thực có lòng yêu thương chân thành thanh tịnh bình đẳng để giúp đỡ người khác. Cái tâm này rất quan trọng. Ta muốn đem cái pháp môn thù thắng này nói cho người khác nghe, vẫn phải làm cho người khác xem vì sao vậy bạn nói người khác mới tin tưởng bạn có thể nói mà chính mình không làm được những gì bạn đã làm hoàn toàn trái ngược với những gì bạn đã nói người ta không tin tưởng cần phải đem giáo huấn trên kinh điển chúng ta phải làm được người khác liền tin tưởng làm cho người khác xem. Đây mới là chân thật giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác chính là chân thật giúp đỡ chính mình. Giờ đây có thể biết thương yêu người khác là chân thật thương yêu chính mình thương yêu chính mình không thương yêu người khác là chân thật hại chính mình cái đạo lý này không sâu rất dễ hiểu xử lý dễ hiểu bao nhiêu người mê hoặc bao nhiêu người đều không hiểu chư phật bồ tát không có chính mình chỉ có chúng sanh chư phật bồ tát có được lợi ích hay không được đại lợi ích lợi ích gì vậy không có người nào không tôn kính phật bồ tát đây là đại lợi ích những người nào thương yêu chính mình không yêu người khác xem thấy lịch sử trung quốc các thời đại đế vương thời xưa thương yêu chính mình họ cũng thương yêu người khác nếu họ không thương yêu cái quốc gia này không thương yêu nhân dân nhân dân sẽ lật đổ họ cho nên họ cũng yêu nước yêu dân sau khi chết thì quên hết sạch tôi hỏi bạn hoàng đế triều hán tên gọi là gì bạn có thể nói ra được không bạn không nói ra được họ tuy là yêu người họ bên trong càng yêu chính mình hơn cho nên không được không thể so với phật bồ tát phật bồ tát chỉ yêu thương chúng sanh hoàn toàn không có chính mình cho nên tất cả chúng sanh đều tôn kính chư phật bồ tát yêu phật bồ tát đây chẳng phải là sự thật bày ra ngay trước mắt chúng ta hay sao đây đều nói được rất rõ ràng hướng về chỗ sâu mà nói, hướng chỗ thật mà nói. Phật nói tất cả chúng sanh chính là chính mình. Cái lý này quá sâu. Người thông thường rất khó thể hội. Cần phải phát tâm bằng mới có thể tu các công đức. Cái gì là công? Công phu chính là bạn rất nỗ lực mà tu đức cùng với đất của đất thất một ý nghĩa cho nên là trồng trọt một phần thì được một phần thu hoạch bạn mới có thể có được sở đất tu công đức gì phía sau liền nêu ra phụng hành lục ba la mật biết được chúng ta tu cái gì phật ở trên tất cả kinh thường hay dạy bảo chúng ta một là tất cả tất cả là một đây là hai câu nói trên kinh hoa nghiêm chúng ta nhất định phải ghi nhớ sáu ba la mật là một pháp trong một pháp này bao gồm vô lượng vô biên phật pháp một tức tất cả vô lượng vô biên phật pháp đều có thể quy nạp ở trong pháp này. Cái pháp lục độ này Chúng ta phải thường tư duy đi quan sát Sau đó mới đem căng tánh của chính mình Căng tánh chuyển độn căng có thể chuyển biến thành lợi căng. Nhỏ thị căng tánh có thể chuyển biến thành duyên đốn căng tánh. Tất cả chúng sanh căn tánh không phải là trời xanh. Không phải nhất thành bất biến. Nó là bất định pháp. Thiền đạo nói rất hay. Đại sư Thiền đạo nói, phẩm vị niệm Phật giảng sanh đều ở duyên ngộ không đồng. Lời của Ngài là một nguyên lý, nguyên tắc. Tất cả chúng sanh căn tánh không tương đồng. Duyên cớ gì vậy? Cũng là ở gặp duyên không đồng. Lời nói này là chân thật. Tuy là Phật ở trên kinh nói, trong căn tánh có bất định tánh, bất định tánh đó là gặp duyên chuyển biến dễ dàng. Định tánh, định tánh cũng có thể chuyển. Chẳng qua tương đối hơi việc phức một chút mà thôi. Gặp duyên không định tánh Họ liền có thể theo đó mà chuyện Định tánh cái duyên đó Phải tương đối sâu dày Thì họ có thể chuyển đổi lại Đây là chúng ta Ở trong Phật Pháp xem thấy được Nhất là Thế Tôn biểu diễn cho chúng ta xem Là mô phạm cho chúng ta Thế Tôn Ngài giảng kinh nói Pháp 49 năm Trong chúng đệ tử đi theo Chúng ta thường hay đọc thấy trên kinh 1.255 người Đều là căn tánh không đồng Từ thượng căn đến hạ hạ căn Thấy đều có Người thượng căn Đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật Thường hay nghe Thế Tôn Ngài giảng kinh nói Pháp Hai ba năm liền khai ngộ Bảy tám năm khai ngộ Đến mười năm thì khai ngộ Có Người căng tánh trung hạ Hai mươi năm ba mươi năm cũng giác ngộ Do đây có thể biết đều ở gặp duyên không đồng. Câu nói này nói thấu tột rồi. Ngày nay chúng ta tu học, tuy là không thể so với Phật tổ, duyên phận thù thắng như vậy. Ngay trong đồng tu, vào thời đại này của chúng ta, duyên của chúng ta xem là tương đối thù thắng. chúng ta rốt cuộc có được thành tựu gì vẫn là ở nơi một chữ duyên này duyên gì vậy nếu bạn có thể nắm được cái duyên này nếu như lơ là không biết nắm lấy cái duyên để cơ hội này luống qua việc này thật là đáng tiếc nếu bạn có thể nắm lấy được Giữ chặt lấy nó Không một ai không thành tựu Chúng ta muốn hỏi làm thế nào Mới có thể nắm lấy được Phật ở trên kinh điển Lời nói này Đã nói không chỉ mấy dạng lần trong mỗi một bộ kinh luận đều phải lặp lại mấy mươi câu đại kinh càng không cần phải nói quan trọng thì lặp lại mấy trăm lần mấy ngàn lần thọ trì đọc tụng vì người diễn nói tôi một niệm các vị đều biết các vị cũng sẽ đọc thế nhưng bạn chưa làm được thọ là tiếp nhận năng tính năng giải đây là thọ trì vĩnh viễn gìn giữ không thể để mất đi trong thọ trì trì vẫn là phải làm được phải thực tiễn đem cái tính của bạn những cái lý luận, phương pháp, cảnh giới đã hiểu, thực tiễn vào trong đời sống. Đây gọi là trì. Đó gọi là thọ trì. Bạn chân thật làm đến được. Ngày ngày phải đọc. Đọc kinh là thân cận lão sư. Thân cận thiện tri thức. Mỗi giờ, mỗi phút nhắc nhở chính mình mà không quên mất như vậy bạn ngày ngày sẽ có tiến bộ sau đó vì người diễn nói làm ra tấm gương để cho người khác xem đây cũng là biểu diễn sau khi người khác thấy rồi nhất định sẽ bị cảm động người có thiện căn sẽ cảm động người không có thiện căn có nghi hoặc họ thỉnh giáo với bạn bạn sẽ giảng dạy cho họ nghe vì họ nói pháp phật pháp là sư đạo sư đạo tôn nghiêm chỉ văn lai học vị văn vãn giáo cho nên nếu bạn là một pháp sư hoặc giả bạn là cư sĩ đại đức bạn có năng lực giảng kinh nói pháp nhất định người ta đến khải thỉnh bạn Họ không biết khải thỉnh thì phải làm sao? Có phương tiện thiền xảo Tìm người khác bằng đến bảo họ thỉnh Luôn là không phải chính mình nói Chính mình nói thật là ngại ngùng Đó là phương tiện kéo léo Phải họ đến khải thỉnh Không có khải thỉnh Chính mình đến nơi đó Nói pháp cho họ từ xưa đến nay không tìm ra được cái thí dụ này tuy là trên kinh nói với chúng ta bồ tát là bạn không mời không mời là cá nhân hai ba người không phải là đoàn thể đoàn thể chắc chắn phải là tuân thủ quy củ phải tôn sư phải có lễ tiết để cung kính khải thỉnh tại vì sao vậy đây là biểu diễn cho người xem nhất định phải có khải thỉnh sau đó mới có thể giảng kinh nói pháp cho họ nghe đây là lễ tiết thí dụ hiện tại quốc gia qua lại với một quốc gia phải có sứ giả thí dụ trung quốc phái một sứ giả đến singapore chắc chắn phải trưng cầu sự đồng ý của chính phủ singapore nếu như không đồng ý thì tìm một người khác đây là lễ tiết. Đạo trang của người ta hướng đến chỗ này của chúng ta thỉnh cầu pháp sư đi giảng kinh. Họ đến thỉnh tôi, tôi không có thời gian, tôi muốn phái một pháp sư khác. Tôi phái một pháp sư cũng nhất định phải trưng cầu ý kiến của họ. Vì vậy phải thương lượng với họ trước, họ đồng ý rồi, chúng ta mới phái vị pháp sư này đi. Họ chính thức gửi thiệp thỉnh đến nơi đây Ta phải trưng cầu ý kiến của họ Lần này Học hội tình tông New York mời Pháp Sư giảng kinh Chúng ta phải trưng cầu ý kiến của họ trước Tôi phái Pháp Sư ngộ bổn đi Họ đồng ý Thì liền gửi thiệp mời đến Như vậy chúng ta mới đưa người đi tuyệt đối không phải nói không có lễ tiết quá tùy tiện bởi chúng ta đi thì chúng ta đi thật không giống ai người ta không tôn trọng việc này phải hiểu hai ba người nói pháp gì thì có thể làm bạn không mời mà đến chính thức lên bục giảng lên đài giảng gì thì không được phải giữ tôn nghiêm của sư đạo Phật pháp là sư đạo Sư đạo là đại đạo Không phải tiểu đạo Hôm nay thời gian đã hết rồi Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A-gmail.com Người đọc Hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử thiền chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sắc về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật